rằng ngời chân lý sáng soi núi rừng Lạng Sơn yêu thương. Là mảnh đất địa đầu đông bắc của đất nước, với đường biên giới dài 253 km, Lạng Sơn sớm trở thành một địa chỉ giao thương, buôn bán, câu ca dao, đồng đăng, có phố kỳ lừa. Đủ nói lên rằng, văn hóa chợ của Lạng Sơn nằm trong tiềm thức dân gian đã từ lâu. Từ thế kỷ thứ 17, khắp vùng chấn lỵ Lạng Sơn có sự giao lưu buôn bán hàng hóa tương đối phồn thịnh, mà thân công tài là quan đốc chấn đã có công đặt cơ sở đầu tiên cho nền kinh tế thương mại ấy. Từ đó, cuộc sống thị dân được thành lập theo khuynh hướng đô thị hóa, với 7 phường, phố chợ kỳ lừa và giao thông được mở rộng. Một cách tự nhiên theo thời gian, những cặp chợ bản làng đã nối dài đời sống kinh tế bang giao giữa nhân dân hai bên biên giới. Thương nghiệp đã góp phần thay đổi và tạo đà phát triển xã hội ở Đồng Đăng, Kỳ Lừa. Tiếp theo là Mai Xoa, Vân Mạc và phố Nà He, vân vân. Đó là các địa điểm ở Lạng Sơn mà thương nhân hai nước lấy làm nơi trao đổi thương mại. Nhiều người Hoa, người Kinh dần dần ở lại, mở quầy hàng, lập thành phố chợ. Có thể nói, phố đã trở thành một loại đơn vị hành chính mà hầu như châu nào cũng có. Từ đó, hoạt động thương nghiệp luôn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế chung của Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Mặt khác, là một tỉnh biên giới có cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, nên hoạt động giao thương của Lạng Sơn cũng có những lợi thế rất lớn. Kể cả trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, mậu dịch biên giới, lẫn buôn bán trao đổi hàng hóa trên địa bàn của tỉnh. Chính vì thế mà lâu nay người ta đến với Lạng Sơn để được đi chơi chợ và mua sắm. Bảy cặp chợ biên giới và những trung tâm thương mại hiện đại với hàng ngàn mặt hàng mùa nào thức ấy luôn là sức hấp dẫn khách du lịch muôn phương vào mọi thời gian trong năm. Không ở đâu trên đất nước ta có được hình thức du lịch này và ngày càng trở thành nhu cầu tất yếu của đời sống tiêu dùng hiện đại. Ngoài chợ Kỳ Lừa, còn là chợ Đông Kinh, chợ Tân Thanh, chợ Hữu Nghị, vân vân, đón hàng vạn lượt người trong mỗi mùa du lịch đến với Lạng Sơn. Từ thời kỳ đổi mới, vị thế của Lạng Sơn càng trở nên quan trọng, không chỉ đối với vùng Đông Bắc mà còn với cả nước. Ở vị trí địa lý và kinh tế nổi bật, Lạng Sơn trở thành nơi hội tụ của các luồng giao lưu kinh tế phía Bắc. Thương mại chợ hôm nay đã ở một tầm cao khác, vừa có xu thế hội nhập, mở cửa, vừa tạo ra sự gắn kết các vùng kinh tế phát triển trọng điểm, xu thế phát triển trục tam giác với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đang trở thành hiện thực. Nhiều cửa khẩu và các cặp chợ đường biên với hoạt động xuất nhập khẩu đa dạng ở tần suất cao cả về hàng hóa và nguyên liệu sản xuất, vật tư thiết bị, vân vân. Tiếp theo đó là những hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch, tạm nhập tái xuất, vân vân. Hàng năm có hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và nước ngoài đến Lạng Sơn qua lại các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 55 thực hiện đề án khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn và ra quyết định 9808 phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đó là những thuận lợi rất lớn để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khu kinh tế đô thị Đồng Đăng Lạng Sơn được coi là trọng điểm phát triển số 1 ở cả vùng Đông Bắc nước ta. Lạng Sơn đang từng ngày biến chuyển để vươn lên trong nền kinh tế mở cửa và xu thế hội nhập kinh tế văn hóa toàn cầu. Hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư phát triển, mở rộng và hiện đại hóa. Lạng Sơn đang được biết đến như một vùng đất có tiềm năng kinh tế đa dạng, nằm trong xu thế tăng trưởng
và chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh vị thế thương mại, giao dịch cửa khẩu, Lạng Sơn còn là điểm đến du lịch hấp dẫn bởi những dấu ấn văn hóa, lịch sử. Ta lên xứ Lạng là để ngược về cội nguồn của cha ông. Đá núi Lạng Sơn qua phong sương thời gian còn giữ lại nhiều điều bí ẩn của những trang sử đầu tiên trong hơn 70 di tích khảo cổ của thời kỳ tiền sử và những di chỉ như ở hang đá Thẩm Khuyên, Thẩm Hai có niên đại cách đây 47 vạn năm đã chứng minh về sự phát triển xã hội con người lâu dài mang tính truyền thống trên vùng đất này. Là mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió, Lạng Sơn còn ghi dấu bao chiến công lẫy lừng của các anh hùng hào kiệt ở ải Chi Lăng, vòng cung núi Cai Kinh, là khu di tích của những trang vàng sử thi chống ngoại xâm qua nhiều thế kỷ. Rừng núi Bắc Sơn là cái nôi của cách mạng, nơi chi bộ đảng và đội cứu quốc quân được thành lập, nơi cao trào khởi nghĩa của nhân dân diễn ra từ năm 1936 đến năm 1945. Từ trên những ngọn núi bao quanh, mở ra tầm nhìn thoáng đạt xuống thung lũng bồn địa, nền đá cổ, là thành phố Lạng Sơn với dấu ấn nhân văn lịch sử đang vươn dậy trong sức sống hôm nay. Mỗi ngọn núi đều có ý nghĩa về danh lam thắng cảnh, văn hóa hay lịch sử như thành nhà Mạc trong những cuộc giao tranh từ thế kỷ thứ 16 và phần đoàn thành còn lại là tiền thân của thành phố Lạng Sơn. Những ngôi chùa ẩn trong núi là thắng cảnh tự hào của xứ Lạng bấy lâu. Chùa Tiên trong lòng núi Đại Tượng là một trong bát cảnh mà quan trấn Ngô Thị Sĩ đã tìm ra đầu tiên. Hệ thống chùa Tam Thanh, Nhị Thanh vốn có tên trong văn thơ, điển tích. Từ thế kỷ thứ 15 còn để lại những tác phẩm tượng đá và những bài thơ của nhiều tao nhân mặc khách khắc trên vách đá. Đa số những tác phẩm đó là của danh nhân Ngô Thị Sĩ. Đốc trấn Lạng Sơn Ngô Thị Sĩ đã có công tìm ra 8 cảnh đẹp, để lại nhiều thi thư và có công lớn phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Lạng Sơn. Ông đã tôn tạo động Nhị Thanh, xây ngôi chùa Tam Giáo trên lưng chừng núi đá, thờ 3 vị thánh là Khổng Tử, Lão Tử và Phật Thích Ca. Đền Bắc Lệ ở huyện Hữu Lũng là ngôi đền duy nhất ở xứ Lạng thờ Bà Chúa Thượng Ngàn. Lễ hội chính của đền vào ngày 20 tháng 9 âm lịch hàng năm. Sông Kỳ Cùng có 19 cây số chảy qua thành phố Lạng Sơn và những công trình tâm linh xã hội quan trọng được đặt hai bên bờ sông. Chùa Thành với kiến trúc hài hòa, còn gọi là Diên Khánh Tự, với ý nghĩa mong muốn điều thiện cho đời sau. Trong chùa có số lượng tượng đồng nguyên khối nhiều nhất ở Việt Nam, đã được ghi vào sách kỷ lục và nhiều cổ vật quý giá khác còn được gìn giữ. Ngôi đền thờ thần sông Kỳ Cùng và bến đá xưa là cảnh đẹp trong trấn doanh bát cảnh của Ngô Thị Sĩ. Người Lạng Sơn thờ thân công tài ở đền Tả Phủ
ghi nhớ công ơn ông lập phố chợ Kỳ Lừa với tầm nhìn trước thời gian về vị thế của mảnh đất này mà đặt nền móng thương trường ở đây. Hàng năm, lễ hội ở hai ngôi đền và chợ Kỳ Lừa cũng diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng, thu hút khách thập phương xa gần về dự. Đền Mẫu Đầm Đăng được xây dựng từ thời hậu Lê, có kiến trúc uy nghi, nổi tiếng, cùng với mục Nam Quan là cửa khẩu hữu nghị ngày nay. Những mặt hồ lãng mạn ở đập Nà Tâm và đập Cấm Sơn không chỉ trữ nước cho ruộng đồng mà còn là một vùng thủy mặc đang chờ đợi được đầu tư phát triển, tạo dựng thành điểm đến du lịch sinh thái nay mai. Bên cạnh đó là những tour du lịch khám phá phong cảnh hang động hoang sơ như hang gió ở dãy núi Cai Kinh. Đại đa số người dân tộc ở Lạng Sơn là Tày, Nùng, rồi đến Giao, Hoa, Sán Chảy, Mông. Sau này người Kinh mới ngụ cư ở đây. Bản làng dân tộc được cấu thành từ 2-3 dòng họ trở lên và họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, trồng lúa nước và nương rẫy. Thế mạnh đất đai nông nghiệp của tỉnh chính là cây công nghiệp và cây ăn quả dài ngày có giá trị kinh tế cao. Đào Mẫu Sơn là một đặc sản của đồng bào người Dao, được trồng ở độ cao trên 1.000 mét. Giống ngon đang được chọn lọc lại để xứng với tiếng tăm đào tiên lâu nay. Cây hoa hồi mang lại nguồn lợi kinh tế lớn ở vùng đồi núi, rất thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng Lạng Sơn. Ở Cao Lộc có thứ hồng không hạt nổi tiếng, bình quân 1 hecta gần 10 tấn mỗi mùa. Vùng Na Dai, huyện Chi Lăng ngày càng được đầu tư phát triển với quy mô lớn hơn và chất lượng ngon hơn. Diện tích trồng na đã hơn 1.000 hecta. Rồi vải thiều ở vùng Trung Du Hữu Lũng, Lạng Sơn còn có thứ quả mắc mật thật đặc biệt khiến ta luôn nhớ đến dư vị của nhiều món ngon đặc sản ở nơi này. Là nơi biên ải, giao thoa văn hóa là tất yếu ở Lạng Sơn. Nhưng đã được tiếp nhận khéo léo, chịu ảnh hưởng, nhưng biến hóa thành dấu ấn riêng của mình. Văn hóa ẩm thực Lạng Sơn là như thế. Những món ngon được tẩm ướp bằng lá và quả mắc mật nên có hương vị đặc sắc, khó quên. Có thương hiệu lâu đời như nhà bếp Hương Nga nổi tiếng với món vịt quay đã vượt biên giới, có mặt trên bàn ăn nhiều nước khác. Những món ăn thuần Việt xưa nay cũng được người xứ Lạng thêm nếm thành hương vị riêng, luôn hấp dẫn thực khách. Nơi mời gọi tâm hồn ta là những đỉnh mây bay ở Mẫu Sơn. Nếu rời thành phố Lạng Sơn vào lúc trưa hè, thì mùa thu sẽ đón ta ở lưng chừng núi. Những giọt mưa răng để hoa ở Mẫu Sơn nở quanh mùa hè gợi nhớ đến mùa xuân của châu Âu, Sapa hay Đà Lạt. Mẫu Sơn, núi mẹ, là nơi đến của những cặp tình nhân. Thời gian như không tồn tại, chỉ còn hoa và sương mù lãng đãng cho một cảm nhận khác. Đi dần lên cao, con đường lúc quang tạnh, lúc mờ sương khói, ẩn hiện nhà cũ, nhà mới, rất đa dạng dành cho khách du lịch. Những khách sạn mới được gia chủ tìm ra phong cách với gạch để trần và đá núi sao cho hoang dã, hợp với phong cảnh núi non. Những ngôi nhà cũ từ thời Pháp còn để lại, dẫu phôi pha nhiều qua thời gian, nét kiến trúc châu Âu từ thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, hòa vào khu vườn cảnh và những lối đi lãng mạn. Rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ thấy tuyết rơi hay hoa đào nở. Dẫu có thăm cảnh chợ vui, thì vẫn nhớ chuyện tình chung thủy, người vợ chờ chồng ở một miền quan ải. Những bức tranh phong cảnh tình người ấy là hương sắc của Lạng Sơn dành tặng chúng ta. Mẹ cha nhắn bảo mãi đôi ta.